Trong buổi sáng nay thì Tấn Trường là cái tên xuất hiện đầu tiên. Với việc Đặng Văn Lâm dính chấn thương, không thể tham dự các lượt trận vòng loại sắp tới, nên cơ hội bắt chính với Tấn Trường đang là khá rộng. Và cũng cần phải nói trong số các thủ môn thì Tấn Trường đang là người được đánh giá cao nhất. Và ngay sau thông tin Văn Lâm chấn thương, huấn luyện viên Park Sơ lập tức đã triệu tập thủ thành Nguyên Mạnh để thay thế. Thủ thành quê Nghệ An cũng là một trong những người có mặt từ rất sớm. Đi cùng với anh là người đồng đội ở Viettel, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức. Và chúng ta hãy cùng xem trong lần quay trở lại này, Nguyên Mạnh sẽ làm gì để gây ấn tượng với huấn luyện viên Park Hang Seo. Ngay sau Hoàng Đức và Nguyên Mạnh cũng là một cầu thủ khác của Viettel là hậu vệ Trương Văn Thiết. Trương Văn Thiết di chuyển từ trung tâm Hòa Lạc. Cầu thủ sinh năm 1995 chưa có cơ hội ra mắt đội tuyển Việt Nam. Và chúng ta hãy cùng chờ xem màn thể hiện của Trương Văn Thiết trong đợt tập trung lần này. Tiếp theo là sự xuất hiện của hậu vệ Văn Kiên và tiền đạo Phạm Tuấn Hải. Văn Kiên là cái tên được triệu tập để thay thế cho trường hợp chấn thương của Văn Hậu. Trong khi đó thì Tuấn Hải sẽ phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn để làm sao có cơ hội ra sân cho đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới. Trên chiếc xe của Liên đoàn bóng đá Việt Nam là tiền đạo Nguyễn Xuân Nam và Trọng Đại. Hai cầu thủ đã được triệu tập lên ở đợt trước và đã có quãng thời gian thể hiện khá ấn tượng khi tập luyện cùng các đàn em ở đội tuyển U22 Việt Nam. Xuân Nam và Trọng Đại đang hỗ trợ giúp đỡ cho đội ngũ ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam bê những dụng cụ tập luyện vào khách sạn. Cả Xuân Nam và Trọng Đại đều là tân binh trong đợt hội quân lần này. Xuân Nam chơi ở vị trí tiền đạo, trong khi đó Trọng Đại đã xây dựng được thương hiệu của mình ở vai trò của một tiền vệ trung tâm. Với riêng Trọng Đại thì trước đây anh cũng đã từng có quãng thời gian làm việc chung với huấn luyện viên Park Hang Seo khi tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2018. Sau Tấn Trường, Văn Kiên thì thêm một cầu thủ khác thuộc biên chế Hà Nội FC là Đỗ Duy Mạnh cũng đã có mặt tại khách sạn Grand Plaza. Duy Mạnh đi xe riêng sau khi phải nghỉ thi đấu ở trận gặp đội tuyển Australia vì án treo giò, thì ở trận đấu tới đây gặp Trung Quốc, chúng ta sẽ có được sự phục vụ trở lại của trung vệ sinh năm 1996. Sự có mặt của Duy Mạnh chắc chắn sẽ mang đến tin vui cho huấn luyện viên Park Hang Seo, bởi Duy Mạnh được xem là một trong những trung vệ hàng đầu Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Đi sau Duy Mạnh là trợ lý Lee Jang Jin. Ông đi xe riêng tới khách sạn. Trong khi đó thì tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh tự lái xe đến khách sạn. Tiền vệ quê Thái Bình là một trong những trụ cột không thể thiếu của các chiến binh sao vàng trong thời gian qua. Hai người đồng đội của Tuấn Anh tại câu lạc bộ Hoàng Gia Lai là Văn Toàn và Văn Thanh thì đi xe cùng nhau. Trước đó thì Văn Thanh đã tới ở nhà của Văn Toàn sau khi đội được xả trại. Vì thế không có hiểu khi hai anh chàng này xuất hiện cùng nhau. trung vệ Nguyễn Thành Trung xuất hiện khá lạnh lùng và anh di chuyển rất nhanh vào trong khu vực sảnh khách sạn. Cũng đi cùng nhau là bộ đôi bạn thân Bùi Tiến Dũng và Đình Trọng. Trong quãng thời gian qua thì cả hai liên tục đăng tải những hình ảnh tập luyện cùng nhau, nhận được rất nhiều sự yêu thích của các fan và người hâm mộ hai anh chàng này. Với riêng Đình Trọng thì đã khá lâu rồi chúng ta chưa thấy anh thi đấu cho đội tuyển Việt Nam. Hy vọng là trong đợt hội quân lần này, cả Đình Trọng và Tiến Dũng sẽ đều có được thể trạng tối ưu để có thể ra sân thi đấu cho đội tuyển Việt Nam. Quang Hải và Hà Đức Chinh. Trong thời gian xả trại thì Hà Đức Chinh ở lại Liên đoàn bóng đá Việt Nam chứ không về Phú Thọ do những ảnh hưởng của dịch bệnh. Trong khi Quang Hải đã có quãng thời gian ngắn ngủi bên gia đình tại quê nhà Đông Anh. Và cả hai cầu thủ này cũng xuất hiện với những bộ đồ rất là bắt mắt và ngộ nghĩnh. Một phong cách trẻ trung của hai tuyển thủ đều sinh năm 1997. Xuân Trường, Minh Vương cũng xuất hiện với một phong cách khá là ngầu. Hai đều mặc cho mình những bộ đồ màu đen. Minh Vương đã phải bỏ lỡ hai trận đấu gặp đội tuyển Ả Rập Xê Út và Australia vừa qua vì chấn thương. Và hy vọng ở lần hội quân lần này, cầu thủ người Thái Bình sẽ lấy lại được thể trạng khỏe mạnh nhất. Và nếu như mọi chuyện thuận lợi, Minh Vương hứa hẹn sẽ là một vũ khí bí mật của huấn luyện viên Park Hang Seo cho hai trận đấu sắp tới gặp Trung Quốc và Oman. Với Xuân Trường thì anh không có nhiều cơ hội thể hiện ở hai trận đấu gặp Ả Rập Xê Út và Australia. Thời gian qua thì Xuân Trường cũng đã ở trung tâm IRC của riêng mình để tự tập luyện nhằm bảo đảm được một thể trạng sung mãn nhất cho đợt hội quân lần này. Và đây, chiếc xe chở huấn luyện viên Park Sơ đã tới nơi. Thầy Park di chuyển từ nhà riêng ở VFF để lên khách sạn Grand Plaza. Trước khi vào trong sảnh, huấn luyện viên Park Sơ cũng không quên gửi lời chào tới các phóng viên. Trọng Hoàng và Phan Văn Đức thì đi xe riêng từ Nghệ An lên Hà Nội. Đây là chiếc xe của Hoàng Bò. Và lúc này chúng ta đang được thấy cả hai đang vận chuyển những món quà, những trái bưởi được đóng hộp, bưởi Phúc Trạch, một đặc sản của Hà Tĩnh, được cả hai đóng gói cẩn thận để làm món quà cho các thành viên của tuyển Việt Nam trong đợt hội quân lần này. Và bạn nào đã từng được nếm thử hương vị của bưởi Phúc Trạch có thể để lại nhận xét cho mình ở dưới phần comment nhé. Nguyễn Tiến Linh xuất hiện với phong cách khá lặng lẽ. Anh đi bộ từ ngoài sân vào trong khách sạn. Cầu thủ gốc Hải Dương vẫn đang là cây sân bàn chủ lực của đội tuyển Việt Nam tại chiến dịch vòng loại World Cup với 5 bàn thắng. Và đây rồi, một nhân vật mà mình tin nhận được rất nhiều tình cảm và sự quan tâm của người hâm mộ, Nguyễn Công Phượng. Sau khi lo xong việc gia đình, Công Phượng ngay lập tức đã được triệu tập trở lại đội tuyển Việt Nam. Và chúng ta hãy cùng chờ đón màn trình diễn của cầu thủ này trong thời gian tới. Và chân sút xứ Nghệ cũng chính là gương mặt cuối cùng của đội tuyển Việt Nam có mặt tại khách sạn Grand Plaza trong sáng và trưa nay.